Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Easy Finance và mình là Hậu. Trong video này, mình với các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái chủ đề, đó là chúng ta sẽ phải làm như thế nào để giả lập được API trong khi cái ông backend á, ông chưa có gọi là cung cấp sẵn sàng cho mình những cái API cần thiết, thì mình sẽ giả lập như thế nào nha. Ok, bây giờ mình bắt đầu thôi. Rồi, thì cái vấn đề mà mình muốn giải quyết trong cái video ngày hôm nay đó chính là khi mà mình làm phần giao diện ha, thì mình sẽ cần phải gắn với lại API bên phía backend, nhưng mà đâu một cái là cái phần API nó chưa có sẵn sàng, nó chưa có ready. Vậy mình sẽ giải quyết như thế nào ha. Thì cái solution mà mình sẽ xử lý đó chính là mình sẽ gọi là mock API, hay nói cách khác là mình sẽ giả lập API, lời gọi API ha các bạn ha. Thì phần này mình sẽ làm các bước như sau. Cái bước đầu tiên là các bạn sẽ phải xin cái response schema từ ông backend, tức là dĩ nhiên là ổng cái API đó chưa có chạy, tuy nhiên ổng sẽ biết được là ổng sẽ trả về cái API sẽ trả về như thế nào, và trong đó nó sẽ gồm cái dữ liệu như thế nào, nó là object hay là nó là array, và trong cái object đó nó sẽ có những cái key nào vân vân ha. Thì đó nó gọi là cái response schema, thì mình phải xin được cái response mẫu trả về từ backend các bạn ha. Sau khi mình biết được cái response schema rồi á, thì mình có thể tạo dữ liệu mẫu theo đúng cái schema mà ông backend cung cấp, được chưa? Thì để từ đó khi mà mai mốt mà cái API mà bên backend ready á, thì các bạn thay vì các bạn đang xài dữ liệu mẫu thì các bạn chỉ cần bỏ phần dữ liệu mẫu đó, thay thế vào bằng đúng cái lời gọi API tới thằng backend là xong. Đó, thì như vậy là nó sẽ rất là tiện và khỏe cho mình ha. Rồi, thì cái bước đầu tiên là xin response schema ha. Bước số 2, khi các bạn mà để tạo dữ liệu mẫu á, thì thường thì chúng ta hay gọi là tự chế bằng cách là gõ tên, email hoặc là những cái thứ thông tin gì đó cá nhân của mình. Nhưng mà nếu như mà chúng ta muốn phát hơi nhiều xíu á, thì thật sự là làm như vậy nó hơi không hiệu quả và nó cũng không có được hay lắm. Thì mình gửi cho các bạn có thể dùng một ông thần nó gọi là JSON generator, để các bạn có thể gọi là generate ra một cái dữ liệu mà nó khá là xịn ha. Thì các bạn có thể vào trong cái ông thần là jsongenerator.com ha, thì nó có cái version mới là version next, thì nó sẽ là next.jsongenerator.com. thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có rất là nhiều cái loại dữ liệu luôn các bạn. Các bạn có thể là ở đây các bạn sẽ thấy là mình sẽ tạo ra một cái chuỗi nè, một cái mảng ha, để mình zoom lên chút xíu. Rồi, đây là một cái mảng các bạn ha. Rồi ở đây là cái object, thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ repeat cái object này ha, và mình sẽ có bao nhiêu nhỉ, mình sẽ có mỗi object nó sẽ có cái id rồi index rồi gui rồi exactly vân vân ha. Thì tùy thuộc vào cái schema của ông backend ông cho mình sẽ giải lập bằng những cái tương ứng như thế này. Rồi thì các bạn hãy bấm, sau khi các bạn mà thấy ok rồi các bạn hãy bấm generate cho mình, thì nó sẽ ra được một mớ dữ liệu ở bên này ha. Đó, ngon lành đấy các bạn ha, được chưa, ngon lành. Thì để hiểu được cái cú pháp bên này á, các bạn hãy bấm vào cái nút help ở đây nè, nó sẽ giải thích cho bạn. Bạn muốn sử dụng biến, nó là một biến true false, hay là nó một thành phố, hay là company, hay là country, date, vân vân ha. Thì nó có rất là nhiều ở đây, bạn có thể tham khảo ở đây để mình có thể giải lập đúng cái dữ liệu mình mong muốn ha. Rồi khi xong các bạn thấy bấm nút help các bạn ha. Rồi như vậy là sau khi bạn gọi là chỉnh sửa lại cái config cái dữ liệu bên này, nó sẽ động generate cho mình một mớ dữ liệu như thế này luôn ha, ngon lành. Ok ha. Rồi thì sau khi có dữ liệu này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu bỏ vào trong cái code. Rồi thì để mình quay lại chút xíu. Ok, thì ví dụ như là sau khi mình có được cái list đó rồi đi ha, mình ví dụ như là mình làm một cái API đó là get student list, và cái dữ liệu mà backend trở về là mình cho mình một cái mảng ha. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái dữ liệu đó vào trong cái mớ này, được chưa? Thì mình tạm bỏ qua đây ha, nó nằm ở trong file fact data. Rồi thì ông student API, ông sẽ có một cái hàm, nó hàm gọi là hàm get on, được chưa? Và cái hàm này nó thay vì gọi lên trên server, thì giờ trên server chưa có API cho mình mà ha, cho nên mình sẽ giải lập bằng cách là mình sẽ return một cái promise. Bởi vì khi mình gọi API á, bản chất là nó cũng sẽ trả về cho mình một cái promise, cho nên là bây giờ mình không có gọi API, thì bây giờ mình sẽ gọi là tự tạo cho mình một cái promise các bạn ha. Và cái promise này nó không làm gì đặc biệt hết trơn. Nó chỉ là đợi sau 250 millisecond thì nó sẽ trả về cho mình một cái kết quả, đó chính là cái danh sách học sinh đó mà đã được phát ha.
Thì con số 250 này là tùy các bạn à. Bạn muốn là phát cái API này nó chạy chậm, chạy nhanh gì đó thì tùy bạn ha. Ví dụ bạn muốn là sau 1 giây thì mình để là 1000, sau nửa giây thì 500, vân vân, cái này là tùy bạn ha. Rồi mình export cái này ra để mình sử dụng ha. Thì ví dụ bạn sử dụng một nơi sử dụng ở một cái file mình gọi là tạm gọi là file main đi ha. Thì mình có thể gọi nó bằng cách như sử dụng API bình thường ha. Mình sử dụng async này, await cái hàm student api.getOn, respond, rồi mình sử dụng cái respond này như thế nào đó tùy ý mình. Các bạn nhớ là sử dụng async away ấy, thì nhớ có try khác các bạn ha. Và đặc biệt các bạn thấy là mai mốt á, mà ví dụ chẳng hạn như là bạn làm xong rồi và thằng API ở bên backend cũng ready á, thì cái những cái mà bạn sửa thật chất là bạn chỉ sửa ở đúng cái hàm này thôi. Bạn bỏ cái phần promise này, bạn thay vào đó là lời gọi hàm API đến đúng ông server là xong. Còn lại tất cả những thứ mà bạn làm ở trên giao diện UI gì đó, hoặc là bạn làm cho những component gì đó, bạn không cần phải thay đổi gì cả. Tức là bạn sẽ gọi là giảm thiểu được cái bước gọi là inter API á, thì nó sẽ rất, thật chất nó chỉ cần sửa lại chút xíu này thôi và test lại là xong ha. Nó không có còn nhiều việc. Còn nếu như mà các bạn mà không có làm bước giả lập này á, mà các bạn phải tạo dữ liệu mẫu ở đâu đó trên component, thì mai mốt bạn lại phải gắn API rồi gọi API cái kiểu vân vân ha, thì nó còn lại nhiều việc lúc mình integrate. Còn nếu các bạn làm được tới bước này rồi á, thì cái bước mình integrate API thật chắc là bạn chỉ cần thay thế chỗ này thành lời gọi API là xong ha, rất là đơn giản. Rồi thì để mình sẽ demo lại cho các bạn chút xíu ha. Đầu tiên là mình đã có được, ví dụ chẳng hạn như mình có cái list này đi ha, mình sẽ copy cái list này đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái code của mình lên nha. Rồi mình zoom to lên chút xíu nè. Thì ở đây mình có những cái file như là, ví dụ như chẳng hạn như là bạn thường là có API trong cái folder API này. Mình sẽ tạo ra một cái file gọi là fact data. Rồi bây giờ mình thay vì mình để cái mảng rỗng thì bây giờ mình sẽ pass cái mảng mà mình đã copy được, mình generate được ha. Do mình có config thằng bridge tier ở đây rồi, cho nên mình chỉ cần lưu lại một cái là nó sẽ tự động format lại đúng cho mình về cái thằng JavaScript luôn các bạn ha. Đó, ngon lành như thế này. Thì một hit một mình có được một cái mớ dữ liệu gọi là nó phát, mà phát rất là có tâm luôn ha. Ok, rồi sau khi phát xong cái này thì mình sẽ vào student API. Các bạn sẽ thấy là mình sẽ import từ cái fact student list này. Thì thay vì mình gọi thì mình sẽ return về một cái new promise ở đây, được chưa? Rồi sau đó mình sử, ví dụ như là mình sẽ sử dụng cho một cái file main này ha các bạn ha. Còn các bạn có thể sử dụng cái này ở trên component React.js component, hoặc là sử dụng bất cứ nơi nào tùy ý các bạn ha. Và mình sẽ có lời gọi hàm tới nó nè. Rồi hàm main mình gọi thôi. Và mình sẽ add nó vào trong cái file HTML của mình. Đơn giản nó chỉ có cái phát API demo thôi ha. Thì để mình coi thử kết quả này các bạn nha. Kết quả mình sẽ đây. Rồi mình reload lại cái coi. Đây các bạn sẽ thấy lúc này nó đang sẽ ra được 8 cái object mà mình đã phát đó các bạn. Đó, nó sẽ là 8 cái ha. Ví dụ như các bạn muốn là nó phát API hơi chậm thì các bạn để quốc phát 5 giây liền. Ví dụ 5 giây ha, 00 ha. Đó, lưu lại. Rồi, reload lại cái nè. Thì sẽ 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Thì bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện ra cái kết quả ha các bạn ha. Thì tức là bạn muốn gọi là chỉnh cái API đó nhanh hay chậm là tùy các bạn luôn, được chưa? Đó. Rồi mai mốt mà các bạn mà ví dụ phần này chúng ta bên API mà bên phía API người ta xong rồi, chỉ cần return là chỗ này, ví dụ là acio.client.get hoặc là gì đấy ha. Rồi bạn truyền vào cái URL tương ứng vào đây, truyền vào những cái param gì đó tương ứng ở đây là xong. Bạn không cần phải sửa cái gì, tất những cái nơi mà gọi API bạn không cần phải sửa gì cả ha. Đó, nó rất là khỏe luôn. Cho nên là nếu như mà các bạn làm được cái phần fact dữ liệu này á thì khỏe ha. Tới lúc fact rất là, tới lúc mà gọi là inter API rất là khỏe. Bạn chỉ cần thay thế chỗ này rồi xong rồi test lại thôi ha. Và sau khi các bạn sử dụng xong á, các bạn nhớ xóa luôn cái file fact data này nha, nhớ xóa nó ha. Còn nếu như mà các bạn nói là dữ liệu đơn giản, hay các bạn có thể phát trực tiếp ở trong này luôn ha, bạn có thể tự động phát trực tiếp ở trong này một vài cái dữ liệu nào đó bạn mong muốn ở đây ha. Còn nếu như mà dữ liệu nó phức tạp và dữ liệu bạn muốn là xem trên UI nhìn nó gọi là thật hơn á, thì các bạn có thể sử dụng cái thằng JSON generator này ha, để nó giúp mình generate ra cái dữ liệu mà nhìn nó khá là giống thật ha, được chưa? Rồi thì hy vọng là qua video này các bạn đã nắm được cái cách fact API. Thật ra cái yếu tố chính ha, cái gốc chính là chủ yếu là sau đây mình sẽ return về một cái promise và mình giả lập là cũng sau bao nhiêu đó thời gian, sau một khoảng thời gian nhất định thì nó mới return về kết quả ha. Đó rồi, chúc các bạn gọi là may mắn và biết cách
làm việc hiệu quả hơn với âm thần API ha. Đồng thời thì có nhiều bạn hỏi mình về khóa học còn khuyến mãi hay không á, thì mình cũng có một cái link, mình đã tạo ra một cái link mã cố định ở đây rồi. Các bạn chỉ cần vào cái link này thì sẽ có được cái mã khuyến mãi các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.